Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi video vườn rau sân thượng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn vườn rau mình trồng được 2 tháng. Đây là chậu rau đay đã cho mình thu hoạch một lứa và chất lượng thì các bạn khỏi phải bàn, nó vô cùng là sạch và an toàn. Đây là chậu rau đay kết hợp có trồng một cây chanh mà mình có đã uốn thế, mình làm chanh cảnh. Tuy nhiên lá của chanh sẽ phục vụ cho chúng ta những bữa thịt gà thật là tuyệt vời. Và tiếp theo đây tôi xin giới thiệu cây hồng leo, tôi đã uốn thành thế dáng long, và trên thân của cây hồng leo này đã ghép được 5 thân của 5 loại hoa, trong đó là Hải Phòng, hồng cổ Sapa và hồng bạch xếp và một số loại hồng ngoại. Tức là trên cây hồng leo dáng long này của mình đã có khoảng 6-7 loại hoa được ghép trên thân của cây hồng leo này. Và đây mời quý vị và các bạn chiêm ngưỡng vườn rau mùng tơi cũng được trồng khoảng hơn 2 tháng rồi. Trên vườn, trên các cái chậu rau mùng tơi này là mình dựng những cái kệ, những cái đôn cho những cái phế phẩm mà mình tự chế để làm cho nó cao hơn, không bị đọng nước. Và như các bạn thấy đây, đây là một chậu rau. Trên chậu rau mùng tơi này có cả rau đay này, ớt này. Như chậu bên cạnh đây mình còn trồng thêm cả một cây ổi cảnh. Và trên đây là một cây hồng dáng chi. Mình cũng đã ghép rất nhiều các cái loại hồng khác nhau trên cái thân cây này. Tuy nhiên là do đợt này đang nắng nên nó chưa được nhiều hoa cho lắm. Có một bông hồng bạch đã được nở trên thân của cây chi Sapa này. Đấy, các bạn nhìn đây là bông hồng bạch được nở trên chi Sapa. Và đây dưới này là mình đang tạo ra một cây chi cũng là hồng ghép các loại hoa. Tuy nhiên đây là một cây hồng leo, mình đã cắt hết các thân của nó đi, chỉ còn một thân, đó là dáng chi. Và bên cạnh của nó đây là một cây hồng cổ Sapa đã được ghép mắt của hồng cổ Hải Phòng và hồng bạch. Và bên dưới của nó đây mình còn có một dàn rau mình thu hoạch trong lúc chờ cây lớn và cây cao. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn về vườn rau sân thượng của mình. Và sau những video tiếp theo, các bạn chú ý là đăng ký, và mình sẽ gửi tới các bạn những cái video tiếp theo về cách tạo ra đôn kệ chậu từ những phế phẩm vứt đi. Và sau đó là các video mình sẽ hướng dẫn về cách ghép và thời gian ghép để làm sao các bạn có một vườn cây cảnh trên sân thượng để các bạn thư giãn vào những lúc rảnh rỗi, cũng như tạo cho chúng ta một vườn rau an toàn, giúp gia đình mình bảo vệ sức khỏe trong những ngày nắng nóng như vừa qua. Chúng ta có thể là sân chơi để chúng ta lên thư giãn mỗi khi có điều kiện.